Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động từ cuối năm 2017, chi nhánh công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Thái Bình tại Hưng Yên mỗi năm đều nộp ngân sách hàng chục tỷ đồng. Là doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam với nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh năng lượng và phân phối xăng dầu tại Thái Bình và Hưng Yên cho hệ thống các cửa hàng xăng dầu, thương nhân kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng trực tiếp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, công ty có 4 cửa hàng xăng dầu. Năm 2018, chi nhánh nộp 30 tỷ đồng tiền thuế. 6 tháng đầu năm nay, công ty đã nộp trên 15 tỷ đồng và phấn đấu năm 2019 sẽ nộp 40 tỷ đồng, chủ yếu là thuế bảo vệ môi trường. Agribank Hưng Yên 2 thông báo phát hành trái phiếu dài hạn lãi suất dự kiến trên 8%, cụ thể như sau. Tên trái phiếu: trái phiếu dài hạn Agribank năm 2019, mệnh giá 1 triệu đồng một trái phiếu, thời hạn trái phiếu 7 năm, bán từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2019, ngày phát hành trái phiếu 24 tháng 9 năm 2019, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng thương mại gồm Agribank, Vietinbank, BIDV và Vietcombank. Cộng thêm 1,2% năm, khách hàng mua trái phiếu liên hệ tại các điểm giao dịch của Agribank chi nhánh Hưng Yên 2 hoặc qua phòng dịch vụ và marketing để được tư vấn. Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Những năm gần đây, các mặt hàng đồ chơi trung thu truyền thống của làng nghề thôn Ông Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ được làm thủ công đã tìm lại được vị thế của mình. Những đồ chơi được làm thủ công bằng tay từ giấy và gỗ là những chiếc mặt nạ đèn ông sao trống ở làng nghề thôn Ông Hảo đang ngày càng thu hút được nhiều người quan tâm. Những ngày này, không khí luôn tất bật hối hả, cả làng tập trung vào việc sản xuất đồ chơi trung thu. Năm ngoái thì làm đến 6 giờ, năm nay khách hàng người ta lấy nhiều quá thì phải làm tăng ca, từ đi sớm, đi từ sáng làm từ 6 giờ đến 8 giờ mới được về. Ông Vũ Huy Đông, 61 tuổi, là đời thứ ba của một gia đình có truyền thống 4 đời làm mặt nạ trống. Từ cuối tháng 6 đến nay đã xuất được 7.000 cái trống, nhiều hơn năm ngoái 1.000 chiếc và hàng vạn chiếc mặt nạ. Hàng do gia đình ông sản xuất đã được thương lái đặt mua. Đến tôi làm năm nay là cỡ khoảng tầm sấp xỉ 30 năm. Cách đây 3-4 năm về đây thì hàng tôi đã chiếm được cái thị trường tiêu thụ và có chiều hướng còn tăng lên. Vì lý do là nhất là nó không độc hại, không bạo lực. Rồi là nó mang tính chất dân tộc và hai nữa là cái về kinh tế là rẻ. Các món đồ chơi truyền thống năm nay giá tăng bình quân khoảng 2.000 đồng một chiếc. Chiếc mặt nạ có giá từ 14 đến 20.000 đồng một chiếc, trống có giá từ 25 đến 80.000 đồng một chiếc. Các sản phẩm đều được những hộ dân làm mới và cách tân như mặt nạ 12 con giáp, đầu lân kim sa có đèn nháy, mặt nạ ông địa, mặt nạ báo. Trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Quang Trung Hưng Yên có địa chỉ tại thôn Vĩnh Quang, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực kinh doanh, cửa cuốn và phụ kiện cửa kính. Khởi nghiệp từ một đơn vị kinh doanh cửa cuốn và phụ kiện phục vụ nhu cầu khách hàng trong khu vực, đến nay, JST Door Quang Trung là đơn vị nhập khẩu và phân phối motor cửa cuốn uy tín tại Việt Nam. Chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường sản phẩm cửa cuốn chất lượng, thẩm mỹ và độ an toàn cao. Với mục đích cung cấp đa dạng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, thời gian qua, công ty tập trung kinh doanh bản lề sàn và phụ kiện cửa kính mang thương hiệu Bosch KP, sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao của Cộng hòa Liên bang Đức, với tính năng thông minh đột phá với một nút chỉnh hành trình đầu tiên trên thị trường. Thì tôi đã không ngừng phát triển trong lĩnh vực ngành cửa cuốn được. Hàng giá rất cao và tôi đã không ngừng cải tiến và sắm máy móc công nghệ tiên tiến hiện đại nhất trên thị trường hiện nay để sản xuất ra những cái sản phẩm chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao trên thị trường, đặc biệt về cái tính năng an toàn bảo vệ con người đặt lên hàng đầu. Trong suốt quá trình phát triển, công ty không ngừng đổi mới về công nghệ cũng như trình độ của công nhân viên để nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm vừa rồi tôi xây mấy gian hàng, tôi đã chọn cái sản phẩm cửa cuốn của Quang Trung. Trong thời gian sử dụng thì tôi thấy rất là ổn định trong sự lên xuống và chất lượng thì rất đảm bảo. Và đội ngũ chăm sóc khách hàng, nhất là bên bảo hành, bảo trì thì rất là nhanh.
Công ty JSC Door Quang Trung Hưng Yên đã và đang duy trì mức tăng trưởng hàng năm từ 150% đến 200%. Hiện nay, ngoài phân phối trong nước, các sản phẩm của công ty đã xuất khẩu sang Lào và Campuchia. Trên đà phát triển, công ty đang hướng đến mục tiêu thành lập tập đoàn JSC Door Quang Trung vào năm 2023. Công ty đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và khu vực. Công ty Bảo Việt Hưng Yên, địa chỉ 154 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.